Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái chủ đề tiếp theo ở trong chương trình Photoshop đó là cái khái niệm về layer. À, để mở cái bảng layer ra, cái palette, cái panel layer bên phải nè bạn thấy không? À, chúng ta sẽ vô cái window nè xong rồi bạn chọn vô đây là cái cái mục layer đây nè. Giả sử như là nếu như cái bảng layer của bạn nó đang bên này nó đang tắt, thì bạn vô cái window, bạn chọn vô cái layer hoặc là bạn bấm phím tắt là phím F7, phím phím F7 nha rồi bạn nhìn ở dưới cái panel layer này nó sẽ có những cái tùy chọn cho chúng ta ở dưới đây và bây giờ chúng ta bắt đầu tạo layer thì mặc định của cái tấm hình mà chúng ta mới tạo ở đây nè nó là cái nền trắng của nó mặc định của nó là layer background nó có cái ổ khóa cái bên này tức là bạn không thể uh, di chuyển nó cũng như là bạn dịch uh, chuyển nó lên trên một cái layer khác được bởi vì nó là cái layer background nó phải nằm ở dưới Bây giờ để tạo một layer mới á thì bạn click vô cái biểu tượng này nè, create a new layer hoặc là bạn bấm phím tắt là Ctrl shift n. Ở đây chúng ta bấm phím Ctrl Shift N nha. rồi bạn sẽ đặt tên cho layer này, chẳng hạn như thể đặt tên ở đây là layer xanh đi ha. Rồi đặt tên là xanh. Sau đó thì nếu bạn tạo layer mới nữa thì bạn cũng có thể bấm ở đây thì nó tự tạo cho bạn một layer nó đặt tên là layer 12345 đó là mặc định của nó. Bạn để đổi tên layer này thì bạn click đúp vô trong cái tên của nó này, xong bạn đặt tên cho nó chẳng hạn như thể đặt tên ở đây là đỏ đi. Rồi tạo thêm một layer nữa đây đặt tên là vàng đấy ha. Rồi. Bây giờ chúng ta bắt đầu thao tác trên các layer nha. Thì đứng ở đây, thầy vẽ một cái hình, một cái vùng chọn hình chữ nhật. Sau đó thầy tô màu vàng lên. Rồi thầy nhấn gần trong D để hủy vùng chọn nha. Tôi đứng ở layer đỏ nha. Bạn đứng ở layer nào thì bạn tác động nó sẽ chỉ có tác dụng ở trên cái layer đấy thôi. Bạn đứng ở trên layer, layer tên là đỏ nè. Xong rồi tôi vẽ một cái hình ellipse vẽ một cái hình ellipse đi. À, tôi để feather lại bằng không nha. Xong rồi tôi quét tôi vẽ một cái hình ellipse ở đây, tôi để đặt tên tôi tô màu cho nó đó là màu đỏ đây ha để cho nó đúng cái cái tên của layer. Rồi tôi nhấn cần chung d tôi hủy vùng chọn tôi đứng ở trên laser xanh sau đó tôi chọn vô đây tôi vẽ một cái hình là chẳng hạn như là Thì vẽ một cái hình vuông đi giữ ship để vẽ hình vuông nè xong rồi tôi tô màu cho nó ở đây là tôi tô một cái màu xanh lá cây ở đây đi ok rồi mình có một cái hình như thế này tôi nhấn cần chung d hủy vùng chọn nha bạn nhìn thấy ở trên các thumbnail ở đây nó đã xuất hiện những cái đối tượng của chúng ta vẽ ở bên đây nè đó vậy thì bây giờ thầy đưa ba cái lê cái này lại gần nhau đấy bạn muốn di chuyển cái màu vàng bạn buộc phải đứng ở trên cái laser này bạn mới di chuyển được bạn đứng ở trên đây mà bạn cầm thằng màu vàng bạn di chuyển không được nó di chuyển thằng màu đỏ bởi vì bạn đang đứng trên laser đỏ bạn di chuyển nó thì bạn phải đứng trên laser của nó rồi thì vẽ đây nha bạn nhìn thấy nè, ba thằng này cái thứ tự sắp xếp laser này bởi vì cái laser vàng nó nằm ở trên cho nên nó sẽ nằm ở trên nó đè lên hai thằng kia còn laser đỏ nằm giữa laser xanh nó nằm ở dưới bây giờ bạn muốn thay đổi thứ tự của nó bạn cầm nó bạn bạn cầm ở cái biểu tượng này nè bạn lôi nó lên trên thì cái thằng màu xanh nó sẽ lên trên cùng được chưa rồi để chọn laser thì bạn phải bấm vô đây nhưng mà phím tắt cho bạn sử dụng á thì nếu như bạn muốn rằng là bạn bạn chỉ vô cái đối tượng nào thì tự động nó chọn cái layer đấy cho bạn á thì bạn click vô đây bạn chọn auto select nè auto select xong ở đây là layer thì khi mà bạn đợi bên đây bạn nhìn thấy bên đây tôi đang đứng trên layer màu xanh này nha nếu tôi muốn chọn layer màu vàng tôi chỉ cần click vô cái thằng màu vàng nó tự động nó nhảy xuống đây bạn click vô cái miếng màu đỏ nó tự động nó nhảy xuống đây nhưng mà cái này đôi khi là bạn hay cũng hay bị chọn chọn nhầm lẫn nếu như những chi tiết nó quá nhỏ bạn khó chọn vậy thì một cách khác nữa để cho bạn chọn là bạn tắt cái này đi thì bạn không áp dụng cái chức năng tự động chọn nhưng mà nếu như bạn muốn chọn thằng nào á thì thay vì bạn phải click vô đây thì bạn có thể là bạn giữ phím control và bạn chỉ định cho nó chẳng hạn như thầy giữ phím control và thầy click vô cái miếng màu đỏ nó sẽ tự động nó nhảy về cái màu đỏ cho bạn. Đây là cái cách để chúng ta à, quản lý những cái layer khác khác nhau để chúng ta thao tác cho nó được nhanh tiếp theo đó là nếu như bạn muốn thằng màu xanh này ẩn tạm thời ẩn đi để bạn nhìn ở bên dưới thì bạn tắt cái con mắt này đi nó sẽ ẩn đi và bạn bật lên lại thì nó sẽ hiển thị lên lại ở đây là bạn invisible một layer thôi nha chứ không phải là xóa nếu như bạn muốn xóa cái layer này đi luôn thì bạn nhấn phím delete bạn đứng trên đây bạn nhấn phím delete hoặc là bạn cầm này bạn lôi vô trong cái thùng rác ở đây nè là bạn xóa nó đi đó tiếp theo chúng ta sẽ nói đến là, là việc bạn link layer lại tức là chúng ta chẳng hạn như bạn thấy là cái bạn thiết kế tới cái mục này rồi bạn thấy ba cái thằng này tương đối rồi bây giờ bạn muốn khi bạn di chuyển thì ba thằng này nó di chuyển chung với nhau hoặc là bạn phóng to thu nhỏ thì nó sẽ phóng to thu nhỏ chung với nhau luôn thì bạn chọn vô ba layer cách chọn nhiều layer như sau bạn bấm cái thằng này bạn chọn thêm layer khác bạn giữ phim control rồi bạn chọn thêm thằng này bạn giữ phím control bạn chọn thêm thằng này là chúng ta được ba cái để chọn liên tục từ thằng màu thằng xanh sang thằng đỏ thì bạn bấm phím màu xanh bạn bấm là bạn chọn vô laser màu xanh sau đó bạn giữ shift và bạn bấm vô laser đỏ thì nó sẽ chọn liên tục từ trên xuống dưới sau đó bạn chọn vô cái biểu tượng cái cái mắt xích ở đây này bạn click vô thì bạn sẽ thấy cái mắt xích nó xuất hiện ở đây và ba thằng này nó đã được group lại với nhau bây giờ ấy, nếu như bạn chỉ cần đứng trên màu xanh nè bạn bạn đưa nó đi thì hai thằng kia nó sẽ đi theo đây là link laser chưa? nếu như bạn muốn gộp ba thằng này là thành một group ở bên trong luôn, bởi vì trong một bài thiết kế nó có quá nhiều layer, chẳng hạn như ba thằng này bạn thiết kế nó thành một nhóm, bạn muốn group nó thành một cái thư mục luôn thì bạn chọn vô ba thằng này, sau đó bạn nhấn, bạn có thể vô đây, bạn chọn New Group from Layer hoặc là bạn bấm phím tắt đó là phím control G và bấm Ctrl G, nó sẽ đưa hết vào trong một cái thư mục như thế này, thư mục này tên là Group One. Bạn có thể thay đổi tên của group bằng cách là bạn click đúp vào đây và bạn chọn tên của group đấy ví dụ như là thầy đặt tên của group này là màu sắc đi rồi xong rồi bạn có thể sổ ra để bạn coi các layer bên trong bằng cách là bạn là bạn mở đây ra nè đó chúng ta có ba cái layer nó nằm riêng biệt trong đây được chưa nếu như bạn muốn thằng này nó nó bung ra khỏi group á bạn cầm nó bạn lôi ra khỏi cái group nó nó nằm ra khỏi cái group được chưa nên bạn cứ kéo nó ra ngoài là nó là nó mất rồi khi mà bạn bấm bấm cái con mắt ở trên cái group thì đương nhiên nguyên cái group đấy nó sẽ bị ẩn đi Trong quá trình thiết kế thì giả sử như là bạn thấy vị trí tương đối ở đây đã đã ổn rồi, bạn 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 không muốn để quá nhiều layer thay vì bạn bạn group lại thì nó vẫn còn ba layer riêng biệt. Nhưng mà nếu như bạn muốn gộp ba thằng này thành một luôn á, thì bạn làm thao tác đó là bạn chọn cả ba thằng này và bạn gộp gộp lại thành một layer duy nhất nhỉ? Ở đây là gộp. Bạn click chuột phải vào và bạn chọn đó là um, merge layers merge layers là 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 trộn những layer này lại chung hoặc là bạn bấm phím tắt đó là phím control e bạn bấm control e ba thằng này nó đã gộp lại thành một layer duy nhất ở trên đây nè thì cái số lượng layer trên bài thiết kế của bạn đã sẽ giảm lại giảm đi để cho bạn đỡ rối nhưng mà cân nhắc trước khi bạn gộp nhé bởi vì khi bạn gộp rồi thì bạn sẽ không có cách nào để bạn bung nó lại đâu còn cái chuyện bạn nhấn control z thì nó là undo nhưng mà giả sử trong một bài thiết kế mà bạn thiết kế nhiều thao tác trước đó rồi nếu mà bạn undo nhiều lần như vậy thì bạn sẽ mất luôn tất cả những thao và bạn vừa làm. Bây giờ thầy có một cái hình ở bên đây và bây giờ thầy nhấn Ctrl A, Ctrl C để copy toàn bộ cái hình background này thầy đưa sang bên cái hình bên này ha. Thầy nhấn Ctrl V ở bên này. Sau đó ấy, bạn thấy cái hình này nó to hơn so với cái hình uh, hình, hình hình gốc của bạn, hình background của bạn thì bạn nhấn phím Ctrl T. Đây là cái lệnh scale xong rồi bạn zoom màn hình nhỏ lại để bạn nhìn thấy này nó lòi ra khỏi cái background của bạn này bạn nhấn Ctrl T để nó ra cái transform này nha rồi bạn nắm cái góc nó bạn kéo vô này bạn nắm cái góc nó bạn kéo lưu ý là bạn giữ shift khi bạn kéo để cho cái tỷ lệ nó được cân đối nha bạn đấy bạn lấy nhiêu đây thôi đấy còn nếu như bạn không giữ ship mà bạn kéo vô này nó bị bóp méo vô như vậy nè bạn nhấn cần Z rồi bây giờ bạn 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 lấy nhiêu đây thì bạn nhớ gõ enter là nó chấp nhận rồi bạn tô tắt luôn cái hình này đi bây giờ thầy có một cái hình ở bên đây là một đối tượng như thế này bây giờ thầy làm sao để chọn được cái hình uh, cái đứa bé này ha bây giờ thầy nhấn uh, tạo công cụ tạo vùng chọn đó là matrix quan tool thầy chọn một cái nền màu vàng tôi để đây tôi lên là 40 chẳng hạn sau đó nó đang chọn cái nền vàng bây giờ bạn chọn cái ngược lại thì bạn sẽ nhấn cần chôn ship y -E để bạn chọn ngược lại sau đó tôi tôi dùng cái cái công cụ move này cầm cái này bạn lôi nó sang đây luôn thì nó ra được cái cái hình như thế này tự động nó sẽ tạo cho mình một cái laser mới bạn thấy nó có hai cái layer ở đây được chưa bây giờ mình đặt tên đấy này là là the boy đi ha. Rồi cái này là cái cái nền đi. Rồi đặt tên như vậy. Rồi bạn nhìn <laughs> bây giờ giả sử như bạn muốn cho cái cái nhân vật này nhỏ lại thì bạn nhấn Ctrl T, sau đó bạn nắm cái góc nó, bạn kéo như này, bạn kéo. Nhớ giữ Shift khi kéo nha các bạn. Nhớ giữ Shift khi kéo này. Rồi bạn thấy như vậy là ok rồi, bạn nhấn 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 Enter để sao chép nhân vật này sang một cái đối tượng khác nữa ấy, thì ở trong layer bạn có thể nhấn một cái cái uh, thao tác đó là bạn giữ phím Alt, và giữ phím Alt, bạn đang đứng trên laser the boy nhá, bạn giữ phím Alt và bạn lôi nó sang một vị trí khác, tự động nó sẽ nhân bản thằng này ra. nhớ là bung chuột uh, trước khi bạn bung Alt nha mà bạn uh, bạn kéo ra đối tượng này ra. Thì chúng ta đã có một cái đối tượng khác, tức là bạn chỉ cần bạn giữ phím Alt và bạn kéo, bạn move nó sang vị trí khác, nó sẽ nhân bản cho bạn sang một cái laser khác. nếu như bạn muốn sao chép cái uh, nhân bản cái cái layer này lên thành một layer khác y chang như thế luôn đúng ngay vị trí này luôn thì bạn làm một cái uh, bạn bấm một cái tổ hợp phím đó là cần chun J phím J á phím J là cái phím kế phím K và phím H á phím J bạn nhấn cần chun J bạn đang đứng trên trên layer boy và bạn nhấn cần chun J thì thầy có một cái nhân bản nó đúng y vị trí đó luôn cho nên khi bạn lôi ra chỗ khác bạn mới thấy được rồi thầy đứng ở cái layer ở dưới nha thầy nhấn cần chun T xong thầy scale cho to ra, cho to ra và thầy để lệch sang bên trái một chút. Sau đó, ấy, bạn nhìn thấy ở trên đây, trên bảng layer nó có cái opacity này. Opacity là cái độ trong suốt. Đó. Bạn kéo, bạn giảm cái độ trong suốt xuống thì cái hình ở đằng sau nó sẽ nó sẽ giảm cái cái độ mở xuống. Đấy, bạn sẽ thấy bạn sẽ ra được một cái tấm hình như thế này. Đây là cái cách để bạn nhân bạn và và bạn đây là cái cách để cho bạn nhân bản và bạn scale một cái đối tượng cho nó to nhỏ lại tiếp theo đó là chúng ta sẽ nói về việc tái hiện vùng chọn chẳng hạn như bây giờ bạn bạn đã tắt hết vùng chọn rồi bây giờ bạn muốn chọn lại vùng chọn là cái đứa bé này để bạn tạo một cái bóng cho nó thì bạn sẽ làm như thế nào để mà lấy lại cái vùng chọn này thì cái cách tái hiện vùng chọn ấy, là bạn bạn giữ phím control và bạn click vào cái thumbnail là cái ô này này bạn click vào đây bạn sẽ thấy bạn sẽ thấy cái vùng chọn của cái cái nền này nó sẽ được nó sẽ được hiển thị lại hoặc là nếu như bạn muốn lấy vùng chọn là cái đứa bé ở bên trên thì bạn click vào đây và bạn chọn giữ giữ phím xin lỗi nhà bạn không bạn không cần phải click lên cái layer này đâu bạn chỉ cần giữ phím control và bạn click vô cái thumbnail này là nó tạo vùng chọn cho bạn là cái này rồi sau đó bạn bạn click vào đây bạn tạo một layer mới này vậy thì chúng ta chỉ mượn vùng chọn của cái layer này thôi nhưng bây giờ chúng ta đổ màu là đổ màu trên layer này bây giờ thầy giả sử như thầy chọn đây là màu đen bấm phím d để trở về bảng màu trắng đen sau đó thầy nhấn cần alt delete nha à, thầy nhấn alt delete À, trước khi thầy đổ tô màu đen thì thầy cho đặt feather cho cho, cho cái này to lên ha, thầy nhấn shift để uh, đặt feather cho nó, uh, mình có vùng chọn rồi mình mới đặt feather thì mình phải giữ phím shift f6 mình bấm shift f6, chẳng hạn như là thầy để feather nó là bằng 20 đi, ok, sau đó mới tô màu đen lên nha tô màu đen lên đấy chúng ta có được một cái hình như thế này, sau đó thì bạn bạn uh, giảm opacity của thằng này xuống, Đấy xong rồi bạn đưa cái layer này xuống khỏi hai layer kia, sau đó bạn nhìn này bạn bóp méo cái thằng này xuống là bạn nhấn control T và 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 bạn có thể nhấn bạn bóp méo cái đối tượng này xuống dưới để bạn tạo ra cái bóng, cái bóng độ như thế này. Đấy ví dụ như vậy. Đó là cái cách để chúng ta chúng ta tạo tái hiện lại cái vùng chọn bằng cách là bạn bấm phím control và bạn click vô cái thumbnail này thì nó sẽ tái hiện lại cho bạn cái vùng chọn.